Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Mấy nay thì mình bắt đầu đem cái con Sumi Tumo này nha các bạn. Hết 280 nha. Mấy nay gần Tết mà trời mưa nó vậy. Đây nay mình cho nó cạp đất lên ngắn vào đây các bạn, nước quá chừng. Mình muốn luôn. Bỏ quá chừng. Mấy chỗ này múc toàn là đá không nha các bạn. Thank you.
Ok, mình qua sang cái chỗ này mình cặp thử nha các bạn. Lúc trước nó đầy đất dữ lắm đất nè. Lúc này gác quá chừng gác rồi, cạp không dính đất gì chưa. Nên còn ba gác không à. Bơi về dài về luôn á. Cặp này là lên banh gà mổ vịt luôn nha, lên toàn ba đá không à, đá xi măng không à, lúc này mình cạp không được nữa. Đây thử cạp cái coi lên đất không nha. Cháu mà. Yeah.